Máy chạy, bắt đầu. Yaravun, annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau với bài 3 chủ đề Ilsang Senghwal. Và chúng mình bắt đầu nhé. Ilsang Senghwal tức là cuộc sống hàng ngày. Ilsang là thường nhật và Senghwal là sinh hoạt hay là cuộc sống ạ. Bài hôm nay mục tiêu của chúng ta về phần từ vựng, chúng ta sẽ học về các động từ, tính từ và các đại từ nghi vấn. Về phần ngữ pháp, chúng ta sẽ học với 4 ngữ pháp, đó là đuôi kết thúc câu trần thuật, đuôi kết thúc câu nghi vấn, tiểu từ tân ngữ ir dir và cuối cùng là ê do. Chúng mình cùng bắt đầu. Về phần từ vựng, chúng ta có động từ thùng giả. Thùng giả là động từ ạ. Động từ thứ nhất đi, kada kada, đến ota ota, ngủ chada chada, ăn mọc tà mọc tà, uống mà si tà mà si tà, nói chuyện iyaki hata iyaki hata, đọc itta itta. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta có phụ âm cuối là rien và kiok, nhưng các bạn chỉ đọc chữ kiok đằng sau thôi. Itta itta, nghe tutta tutta. Tiếp theo chúng ta có động từ nhìn xem, pota pota, động từ làm việc irata irata. Ở đây mình đọc là irata đúng không ạ? Tại vì âm hiếp, chữ hờ là một âm rất nhẹ, cho nên nó thường có xu hướng bị âm khác nối lên. Trong trường hợp này, phụ âm cuối của chữ đằng trước là rir r đúng không ạ? Cho nên nó sẽ nối lên âm hờ này và đọc thành irata. Các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo, động từ học, kumbuhata kumbuhata, luyện tập thể thao, undong hata undong hata, nghỉ ngơi, suy tả suy tả, gặp gỡ, manata manata, mua, sata sata, thích, choahata chô a ha ta. Ở đây các bạn lưu ý sẽ không có nối âm chô ha ha ta ở đây, tại vì chữ hò là một âm rất nhẹ cho nên nó không được nối lên và các bạn chỉ đọc là chô a ha ta thôi ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần từ vựng về tính từ. Tính từ trong tiếng Hàn chúng ta gọi là hyung yung sa. Tính từ đầu tiên to, khư ta khư ta, nhỏ chặt tà chặt tà, nhiều man thả man thả. Thì ở đây các bạn chỉ đọc phụ âm cuối là chữ niên chữ nở thôi ạ. Man thả, tại vì chữ hở đây chúng ta có chữ hiếp và các bạn sẽ nối lên chữ tờ và đọc thành thả nhé. Man thả. Tiếp theo ít chọc tà chọc tà, tốt chột thả. Các bạn sẽ có một quy tắc nối âm như sau. Từ đằng trước kết thúc là chữ hờ, đằng sau các bạn cộng với tờ, thì khi đó chữ tờ này các bạn sẽ đọc thành thở, trở thành âm bật hơi ạ. Vậy chữ này các bạn sẽ đọc là chột thả, đây sẽ thành chữ thở nhé, được chưa ạ? Tiếp theo từ xấu, naputa naputa, từ hay thú vị, chemiitta chemiitta, không hay, chemiopta chemiopta. Ở đây các bạn đã học động từ isunita và opsunita rồi đúng không? Vậy itta opta tức là có hoặc không, phải là có hứng thú
là hay, đúng không? Còn không có hứng thú tức là không hay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến những từ thường dùng hàng ngày. Từ đầu tiên, trà. 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 Các bạn lưu ý phát âm gần giống với tiếng Việt, tuy nhiên các bạn phải bật hơi ra. Trà. Cà phê. Coffee. Coffee. Bánh mì. Bằng. Bằng. Sữa. Uyu. Uyu. Phim. Yang hoa. Yang hoa. Âm nhạc. Âm mạc. Âm mạc. Các bạn lưu ý phải nối âm ạ. Ở đây chúng ta có phụ âm cuối là chữ M và các bạn phải nối lên. Âm mạc. Báo. Xin mùn. Xin mùn. Bạn bè. Chinh củ. Chinh củ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến các từ về đại từ để hỏi. Chúng ta có 4 đại từ để hỏi như sau. Từ thứ nhất, cái gì? Muot. Muot. Ở đâu? Oti. Oti. Ai? Nugu. Nugu. Khi nào? Onche. Onche. Ở đây chúng ta có một lưu ý với đại từ để hỏi ai. Các bạn lưu ý rằng khi nugu là đại từ để hỏi ai nhưng là hỏi cho tân ngữ. Còn khi hỏi cho chủ ngữ thì các bạn phải biến thành mù ca. Ví dụ, bạn gặp ai thì khi đó các bạn sẽ dùng mù cu. Còn ai đến thế, khi đó ai là chủ ngữ đúng không? Các bạn phải dùng là mù ca nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần ngữ pháp đầu tiên. Ngữ pháp thứ nhất, biếp xưng đi tà, đuôi kết thúc câu trần thuật. Trước khi vào phần đuôi kết thúc câu trần thuật, tôi muốn đề cập đến thân động từ và tính từ trong tiếng Hàn. Các bạn để ý, tất cả các động từ và tính từ trong tiếng Hàn chúng ta vừa học đều có đuôi tà đúng không ạ? Ví dụ động từ đi là ha tà. Động từ học là khung vu ha tà. Tính từ to là khư tà. Thì ở đây tà được gọi là đuôi của động từ hoặc tính từ. Vậy bỏ tà đi chúng ta sẽ còn thân động từ tính từ. Tại vì sao? Khi chia với các đuôi câu, chúng ta sẽ có gắn sau thân động từ hoặc tính từ. Khi đó các bạn phải bỏ hết tà đi. Được chưa ạ? Vậy, đuôi kết thúc câu trần thuật, chúng ta có đuôi này sẽ gắn vào sau thân động từ hoặc tính từ nhé. Như vậy là các bạn sẽ phải bỏ tà đi. Và để tường thuật lại một sự thật hay là một suy nghĩ của bản thân, nói tóm tắt lại là chúng ta dùng trong câu kể. Ví dụ, tôi ăn cơm, tôi rửa bát, tôi đi học. Khi đó các bạn phải gắn đuôi câu vào. Và đuôi câu này tạo cảm giác trang trọng và được thường được sử dụng trong những tình huống mang tính nghi thức. Nghi thức tức là thế nào? Trong các buổi hội họp này, phát biểu này, hội nghị. Về cách chia, chúng ta có 3 trường hợp như sau. Khi thân động từ hoặc tính từ có phát chim, có phụ âm cuối nhưng phải trừ riêng, thì các bạn sẽ cộng cả với xưng đi tà. Ví dụ như chúng ta có tính từ chạc tà chẳng hạn. Thì các bạn sẽ phải bỏ tà đi trước và chúng ta chỉ xét đến chữ chạc này thôi. Chữ chạc này có phụ âm cuối đúng không? Nên khi chia đôi câu các bạn sẽ chia là gì? Chạc xưng đi tà. Được chưa ạ? Trường hợp thứ hai, thân động từ tính từ không có bát chim, các bạn sẽ cộng với biếp mi tà. Và khi đó cái chữ biếp, chữ b này, b này ạ, các bạn sẽ trở thành phát chim của từ không có phụ âm cuối đấy. Ví dụ động từ ngủ, ngủ là cha ta. Chúng ta phải bỏ tà đi nhá. Các bạn phải bỏ tà khi chia đuôi câu. Chúng ta xét đến chữ trà, không có phụ âm cuối đúng không? Vậy khi chia đuôi câu nó sẽ thành chàm ni tà. Các bạn có thấy chữ biếp ni tà đây không ạ? Thì chữ biếp, chữ bờ đấy sẽ trở thành phụ âm cuối của thân động từ không có phát chim này. Tiếp theo, trường hợp thứ 3, thân động từ hoặc tính từ có phát chim là chữ riêng. Thì các bạn phải bỏ r và cộng với biếp ni tà. Mình lấy ví dụ từ sai tà nhé. Sai tà tức là sinh sống ạ.
Thì ở đây các bạn phải bỏ tà và xét đến chữ sai, có phụ âm cuối là chữ r. Theo nguyên tắc chúng ta đầu tiên phải bỏ r đi. Vậy chúng ta còn chữ xa đúng không? Vậy khi đó chúng ta lại quay về trường hợp 2 là không có phụ âm cuối nên mới cộng với biếc ni tà thánh san ni tà. Các bạn đã hiểu cách chia của 3 trường hợp chưa ạ? Lát nữa chúng ta sẽ có phần luyện tập về phần này. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào ví dụ. Ví dụ đầu tiên, Yu Jin Si ga chamnida. Yu Jin Si là bạn Yu Jin đúng không? Hay là chị Yu Jin. Cha ta, động từ cha ta là không có phụ âm cuối nên các bạn cộng với biếp ni ta thành chamnida. Các bạn lưu ý cách đọc nhé. Hôm trước mình đã dạy các bạn quy tắc biến âm, phụ âm cuối là biếp đằng sau cộng với n hoặc m, thì khi đó các bạn phải đọc chữ biếp này thành chữ m đúng không? Và phải là chamnida. Ví dụ thứ hai, 학생이 공부합니다. Chúng ta có 공부하다 là học. Không có phụ âm cuối, chúng ta chỉ xét đến chữ ha thôi. Chúng ta sẽ xét đến âm tiết ngay trước chữ tà. Ha này không có phụ âm cuối nên các bạn sẽ cộng với 비읍니다 thành 공부합니다. 학생 là gì? 학생 là học sinh đúng không? Học sinh, học bài. Ví dụ thứ ba, 가방이 작습니다. 가방 là cặp ạ, 작다 là nhỏ. Thì ở đây chữ 작다 chúng ta sẽ đến chữ chạc có phụ âm cuối nên các bạn phải cộng với sum nì tả thành chạc sum nì tả, cái túi nhỏ, cái cặp nhỏ. Và ngay sau đây là sẽ là phần luyện tập chia đuôi các từ ở dưới đây. Các bạn sẽ có những động từ tính từ và các bạn chỉ cần chia đuôi câu biếp hoặc sum nì tả thích hợp thôi. Động từ tính từ đầu tiên mà si tả là gì ạ? Động từ uống đúng không? Chúng mình đầu tiên các bạn phải bỏ tà đi nhá. Và các bạn sẽ xét âm tiết ngay trước chữ tà. Ví dụ ở đây là chữ si đúng không? Có phụ âm cuối hay không ạ? Không có phụ âm cuối nên các bạn chỉ cộng với biếp ni tà thôi đúng không? Vậy chia đôi câu sẽ là ma sim ni tà. Tiếp theo động từ ịch tà là đọc. Ịch tà ở đây chúng ta có ịch này có phụ âm cuối đúng không? Vậy theo nguyên tắc chúng ta sẽ cộng với bỏ tà và cộng với sim ni tà. Ịch sim ni tà. Số 3, động từ si thả nghĩa là không tốt, ghét. Chúng ta có phụ âm cuối ở chữ si đúng không? Vậy chúng ta sẽ cộng thành si sum ni ta. Không bu ha ta, vừa chia rồi đúng không ạ? Và không bu han ni ta. Và cuối cùng là mẹp ta nghĩa là cay, các bạn chưa học. Thì ở đây chúng ta chỉ xét chữ mẹp có phụ âm cuối nên cộng thành mẹp sum ni ta. Như vậy các bạn đã biết cách chia của đuôi câu biếp sum ni tả chưa? Trong sách bài tập có rất nhiều bài để luyện chia cấu trúc này, vậy các bạn chú ý làm bài tập đầy đủ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến ngữ pháp thứ hai, biếp sum ni ca. Đây là đuôi kết thúc câu nghi vấn. Tương tự như cấu trúc biếp sum ni tả, chúng ta sẽ có gắn sau thân động từ hoặc tính từ thể hiện là đuôi nghi vấn. Ở đây có 3 cách chia như sau. Trường hợp thứ nhất, thân động từ tính từ có bát chim thì chúng ta sẽ cộng với sum ni ca. Trường hợp thứ hai, thân động từ tính từ không có bát chim thì chúng ta chỉ cộng với biếp ni ca. Và cuối cùng, thân động từ tính từ có bát chim là rier thì các bạn phải bỏ rier và cộng với biếp ni ca. Bạn A hỏi, chí huân si ca y ram ni ca. Chúng ta có động từ y ra tà là làm việc đúng không? Chữ ha này không có phụ âm cuối nên khi là câu nghi vấn các bạn sẽ chia thành iram ni ka. Anh Chi Huân hay chị Chi Huân làm việc phải không? Đây là anh đúng không ạ? Bạn B trả lời, Chi Huân trả lời rằng 네, 지원 씨가 일합니다. Vâng, hay đúng, Chi Huân đang làm việc. 네, 일합니다. Ví dụ thứ hai, 가방이 큽니까? Cái túi có to không? Bạn B trả lời, 아니요, 가방이 작습니다. Không, cái túi không to. Vậy các bạn để ý ở đây, khi là câu nghi vấn, câu hỏi thì các bạn phải chia đôi câu 비읍습니까? Còn khi là câu trả lời thì các bạn sẽ chia đôi câu 비읍습니다. Thế thôi ạ. Về phần luyện tập tương tự, chúng ta có 5 động từ và tính từ ở đây. Đầu tiên chúng ta có động từ mọc tà là ăn. Chia đôi câu chúng ta sẽ được gì ạ? Có phụ âm cuối nên sẽ là 먹습니까? Sư tà, chúng ta có sum ni ca tại vì không có phụ âm cuối. Tực tà có phụ âm cuối nên tực sum ni ca.
운동하다 운동합니까? Và cuối cùng 좋다 좋습니까? Và sau đây chúng ta sẽ đi đến cấu trúc tiếp theo. Cấu trúc thứ 3, 을을 là tiểu từ tân ngữ. Chúng ta lại gặp một tiểu từ khác ở đây đúng không? Tiểu từ tân ngữ tức là tiểu từ đứng sau danh từ và chỉ ra danh từ đó là tân ngữ trong câu. Tân ngữ là gì ạ? Ví dụ, tôi ăn cơm thì trong trường hợp này cơm là tân ngữ. Hay tôi uống nước thì nước là tân ngữ. Vậy tân ngữ là những danh từ chịu tác động của động từ. Cách chia tiểu từ ư đưa như sau. Khi danh từ có phụ âm cuối, các bạn sẽ cộng với ư. Và khi danh từ không có phụ âm cuối, các bạn sẽ cộng với r. Chúng mình cùng đi vào ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên. 지원 씨가 빵을 먹습니다. Ở đây chúng ta có chủ ngữ là 지원 씨, đúng không? 지원. Vì là chủ ngữ nên các bạn sẽ gắn với tiểu từ chủ ngữ ika vào. 씨 không có phụ âm cuối nên cộng với ka. Động từ là 먹다 và chia đuôi câu thành 먹습니다. Và ăn, ăn gì? Ăn bánh mì. Vậy khi đó bánh mì sẽ là tân ngữ. Vậy sau tân ngữ phải gắn tiểu từ ư hoặc r để chỉ ra nó là tân ngữ trong câu. Trong trường hợp này có phụ âm cuối nên các bạn sẽ cộng với ư. Vậy câu này sẽ dịch là 지원 ăn bánh mì. Câu số 2. 학생이 책을 읽습니다. 학생 là học sinh đúng không? Chủ ngữ học sinh đọc sách. Các bạn lưu ý trật tự các thành phần câu trong tiếng Hàn nhé. Thông thường sẽ là chủ ngữ. Sau đó sẽ là tân ngữ và cuối cùng là động từ hoặc tính từ. Trong trường hợp là tính từ thì sẽ có không có tân ngữ ở đây. Tuy nhiên muốn lưu ý là trong tiếng Hàn động từ hoặc tính từ luôn đứng ở cuối câu. Vậy động từ 먹습니다 hay 읽습니다 luôn luôn phải đứng ở cuối câu ạ. Ngay sau đây chúng ta có một phần bài tập để luyện tập điền 을을 vào chỗ trống sau. Số 1, 1번. 저는 딸기 띵띵띵 좋아합니다. Chúng ta mình cùng phân tích câu này nhé. 저는 là tôi đúng không? 딸기 là gì nhỉ? Dâu tây. Và động từ ở đây 좋아합니다 là thích. Vậy tôi thích dâu tây. Các bạn sẽ điền 을 hay 를 vào đây ạ. Đáp án sẽ là r đúng không? Tại vì ki không có phụ âm cuối. Tiếp theo, 2번 số 2. 백화점에서 옷 띵띵띵 삽니다. Chúng ta có động từ 사다 là mua, 옷 là quần áo. Vậy tôi mua quần áo ở 백화점 là trung tâm thương mại. 에서 lần nữa chúng ta sẽ học sau. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ điền, các bạn sẽ điền 을 hay 를 vào đây ạ. Đáp án 을, tại vì 옷 có phụ âm cuối là 시옷 và khi nối âm các bạn sẽ đọc là 옷을, 옷을 삽니다. 3번 số 3. 커피숍에서 친구 띵띵띵 만납니다. 영화 띵띵띵 같이 봅니다. Chúng ta có 커피숍 là quán cà phê, 친구 là bạn đúng không? 만나다, 만납니다 động từ chính là 만나다, gặp. Vậy tôi gặp bạn ở quán cà phê. Vậy cái 친구 đầu tiên chúng ta sẽ chia 를, tại vì ở đây chúng ta 친구 từ đằng sau không có phụ âm cuối. Và 영화 를, tại vì hoa cũng không có phụ âm cuối đúng không ạ? Số 3. Cấu trúc thứ 3 chúng ta có 에서 là tiểu từ chỉ trạng ngữ. Cấu trúc này 에서 chúng ta sẽ gắn vào sau danh từ chỉ vị trí địa điểm để chỉ ra địa điểm xảy ra một hành động nào đó. Các bạn lưu ý nhé. Đây phải là địa điểm xảy ra một hành động. Ví dụ, tôi ăn cơm ở nhà, tôi uống nước ở quán cà phê, tôi xem phim ở rạp chiếu phim. Thì ở nhà này, ở quán cà phê, ở rạp chiếu phim là những địa điểm xảy ra hành động nên chúng ta phải gắn 에서 vào sau. Chúng ta có ví dụ như sau. Câu 1, 1번. Hương 씨가 집에서 쉽니다. Hương làm gì nhỉ? 쉬다, nghỉ ngơi. 집에서 ở nhà. Ở đây chúng ta có 집 là nhà. Có hành động nghỉ ngơi xảy ra nên chúng ta phải chia là 에서, 집에서. Số 2. 수빈 씨가 은행에서 일합니다.
Động từ irata là làm việc. Vậy subin làm việc ở ngân hàng đúng không? Ở ngân hàng có hành động xảy ra nên phải chia unhen eso. Ở đây chúng ta có bài tập điền e và eso vào chỗ trống dưới đây. Trước khi làm bài tập này, mình sẽ phân biệt cho các bạn e và eso nhé. Hôm trước chúng ta học e rồi đúng không? E chúng mình cũng dịch là ở. Ví dụ như là ở trường có học sinh, ở thư viện có sách. Thì e, cả e và eso đều đứng sau danh từ chỉ vị trí địa điểm. Mình viết tắt danh từ địa điểm này. Nhưng e chỉ là sự tồn tại, tức là có hoặc không có cái gì, hoặc là có nhiều hay có ít. Ví dụ, ở trường có học sinh, ở nhà có bố mẹ. Còn danh từ địa điểm cộng với eso thì nó phải có hành động xảy ra. Ví dụ, tôi đọc sách ở thư viện, tôi xem phim ở nhà. Đây là phân biệt e và eso nhé. Vậy, chúng ta có bài tập như sau. Câu 1, 1번. 민수 씨는 집 띵띵띵 운동합니다. 민수 씨 là bạn Minsu đúng không? Động từ chúng ta có 운동하다, tập thể thao, chơi thể thao, 집, nhà đúng không? Vậy, bạn Minsu tập chơi thể thao ở nhà. Có hành động xảy ra nên chúng ta phải điền 에서. Câu số 2. 학교 띵띵띵 학생이 없습니다. 학교 là trường học này, 학생이 없습니다 là không có học sinh ở trường. Ở đây chỉ là sự tồn tại, không có cái gì, cho nên chúng ta chỉ điền ở đây là e thôi. Tiếp theo số 3. 마이클 씨는 미국 띵띵띵 살아요. Ở đây các bạn chưa học được câu 살아요, 아요. Tuy nhiên chúng ta có động từ 살다 là sống, như lúc nãy mình đã đề cập đến. 살다 là sống ở đâu đó. Thì động từ sống này các bạn có thể dùng e hoặc eso đều được nhé. Vậy là 미국에 hoặc 미국에서 đều được ạ. Riêng với động từ 살다. Câu cuối cùng, 학생 식당 띵띵띵 점심을 먹습니다. Ở đây chúng ta có 점심 là trưa, buổi trưa, nhưng 점심을 먹다 tức là ăn trưa. Vậy có hành động ăn trưa xảy ra ở 학생 식당, nhà ăn học sinh, nên các bạn sẽ dùng eso. Các bạn đã hiểu phân biệt được e và eso chưa ạ? Và vừa rồi mình và các bạn đã học xong từ vựng và ngữ pháp của bài 3 và hy vọng rằng các bạn sẽ chăm chỉ luyện tập và chúng mình cùng gặp nhau vào buổi lần sau nhé. 안녕.